Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Đào Hồ Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Nguyễn Kha ở Chợ Lách Bến Tre hết cô chú anh chị. Chia sẻ hôm nay thì em Nguyễn Kha cũng có một lô mai gồm có giống siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn, cúc thọ hương hàng già mùa đông tàn lại cô chú anh chị ha. Em chúc với cô chú mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Dạ vườn mai của em Kha thì mình các loại giống như là cúc Tây Thi cũng có nha cô chú ha, cúc tọa hương hàng già mùa đông tàn lại, cây khơm cao đủ dáng đủ kiểu luôn ạ. Quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm những giống mai nào mình liên hệ với số điện thoại em Kha giúp em cô chú anh chị ha. Một à, chị xin chào em trai. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Con Đào Hồ Giang ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những lý thuyết ạ. Số điện thoại của em là 0393843842 cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 1. Dạ mã số 1. Mã số 1 là cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Cây này ghép được mấy chục ghép đó nha cô chú anh chị. Cây ship em sẽ về dinh sửa cho cô chú anh chị. Dạ hoàng cháu duy tí này là 30 đúng luôn cô chú anh chị. Dạ cây này cũng nở nha cô chú anh chị. Củ đế này là củ đế đặc này là 41. Chiều cao là 70. Tán ngang là 55. Dạ rồi mã số 1 này em xin giao lưu là 2,5 triệu em bao ship tặng chậu luôn. Dạ 2,5 triệu. Mấy cái lô cây này em ship chậu, em không bảo hành chậu tới chỗ nguyên vẹn con chú anh chị. Bao ship tặng chậu. Dạ mã số. Mã số tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây bạch mai thăng tăng con chú anh chị. Lâu này em còn khoảng 300 cây nè cô chú anh chị. Dạ hoành là 24. Dạ, cây này cũng củ nở luôn nha cô chú. Củ đi đặt là 44. Chiều cao 60. Tán ngang là 45. Dạ rồi mã số 2, một cây bạch mai tăng tăng này em xin giao lưu là 1,5 triệu em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, cây này mình ghép được 14 bao hay cô chú anh chị. Bạch mai tăng tăng. Cây ship em sẽ về dinh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Số 3. Dạ mã số thế là mã số 3. Một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. À. Ghép được 1 2 3 4 bông. Lấy trực thở củ thở đế nha cô chú anh chị. Hoành là 22. Dạ. Bề đế này là 42. Chiều cao là 59. Tán ngang là 50. Dạ rồi mã số 3 này, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin cho luôn là 1,5 triệu em bao ship. Dạ 1,5 triệu. Tặng chậu luôn. Mã số 4. Dạ mã chết tiếp theo mã số 4. Cây này dán trực củ. Một cây siêu bông Bình Lợi của chú anh chị. Ghép được 1 2 3 4 5 6 7 8 bo. Đây mình ghép thả to dài thật lực luôn cô. Cây này lấy cỡ 70 bo của chú anh chị. Dạ hoành chỗ vị trí này là 23. Dạ. Cái củ đế đạt này là 57. Củ đế đều của chú anh chị. Chiều cao là 56. Cây ship em siêu về dinh sửa cho cô chú anh chị. Tán ngang là 76. Dạ rồi mã số 4, một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,5 triệu em bao ship tặng chậu. Dạ 1,5 triệu. Cái này đâm chèo nó lá quá trời luôn em cô chú anh chị ha. Mã số 6. Dạ mã số tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị. Dạ tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị. Mấy hàng này là bao trần giống hết cô chú anh chị. Dạ hoành chỗ di tí này là 26 của chú anh chị. Dạ rồi. Bề đế này là 42. Chiều cao 72. Tán ngang 72 luôn. Cây này lấy hơn 100 bô của chú anh chị. Dạ rồi mã số 6 một cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,9 triệu em bao ship tặng chậu luôn. Dạ 1,9 triệu nha cô chú anh chị. 4, 2, 4, 5. Dạ rồi cái cây này mang cái mã số 5 coi chú anh chị, nãy em đọc lộn mã số 5. Mã số 5 cây siêu bông Bình Lợi này em xin giao lưu là 1,9 triệu em bao ship. Dạ. Cái đèn thùm lum nha cô chú anh chị, mã số 5 là 1,9 triệu. Mã dạ. Số 5. Rồi mã số 6. Dạ mã số tiếp theo là mã số 6. Cây
cây này lùng lực mà nó sáng một cây siêu bông mình lại luôn cô chú anh chị. Quá sáng cái củ đế luôn ha cô chú anh chị. Quanh chú chi tí này là 32 cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 50, tán ngang là 50 luôn. Dạ cây mã 66 một cây siêu bông mình lợi này em xin cho luôn là 1,5 triệu với bao ship. Dạ 1,5 triệu. Cây này ghép cũng... Cây này hồi vận chuyển bị dập ở đây chút xíu rồi chú anh chị. Dạ. Bị vận chuyển dập ở đây nè. Hồi bứng vận chuyển. Dạ. 7 bò hay cô chú anh chị. Em bao ship tặng chậu luôn. Dạ rồi. Dạ mã số tiếp theo mã số 7. Một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Dạ phơm lụng liền luôn cô chú anh chị ha. Dạ hoành chú chi tí này là 33. Dạ. Cây cúc ngọn luôn chú chị. Chiều cao là 50, tán ngang 50 luôn. Cây này mình ghép đủ chi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bo chú chị. Cây này ghép được 10 bo. Dạ rồi mã số 7 này một cây siêu bông mình lợi này em xin cho luôn là 2,5 triệu với bao ship tặng chậu luôn. Dạ rồi 2,5 triệu. Dạ mã số tiếp theo mã số 8. Một cây siêu bông mình lại luôn cô chú chị. Dạ dán trực đế cũ luôn cô chú chị nha. Dạ hoành là 25. Dạ. Chiều cao là 80. Tán ngang 55 luôn. Dạ rồi mã số 8. Một cây siêu bông mình lại này em xin vô lưu là 1,7 triệu với bao ship tặng chậu luôn. Cây này em ghép được 3, 4, 5, 6, 7, 8 bò của chú anh chị. Dạ 1,7 triệu. Dạ mã số 9. À, dạ mã số thêm mã số 9. Một cây siêu bông mình lại luôn của chú anh chị. Dạ hoành là 27 của chú anh chị. Dạ rồi nó cũ nó đế luôn nha cô chú ha. Cũ đế đặt này là 44. Dạ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 60 luôn. Dạ rồi mã số 9 một cây siêu bông mình lợi này em xin vô lưu là 1,9 triệu em bao ship tặng chậu luôn. Ghép được 2, 4, 5, 6 bo, 7 bo cô chú anh chị. 7 bo. Dạ rồi. Dạ mã số 10. Dạ mã số tiếp theo mã số 10 một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo. À, cây này cũng có cái củ nở luôn nha cô chú anh chị. Dạ hoành là 26. Chiều cao là 68. Tán ngang là 60. 2, 4, 5, 6, 7 bò. Cây này ghép được 7 bò. Dạ rồi mã số 10. Một cây siêu bông mình lợi nè. Em xin giao lưu là 1,9 triệu em bao ship. Dạ. Tặng chậu luôn. Dạ. Mã số 11. Dạ mã số tiếp theo mã số 11. Dạ cây này dán trực cốt cành tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Mã số 11 là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Dạ. Cây này em ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bo. Dạ hoành là 26. Tuổi đặt này là 40. Chiều cao là 53. Tán ngang là 45. Dạ rồi mã số 11 này em xin giao lưu là 1,9 triệu em bao ship tặng chậu. Dạ, mã số tiếp theo mã số 12. 12 là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Ghép được 2, 4 bò. Dạ hoành là 21. Chiều cao là 45. Tán ngang là 37. Dạ rồi mã số 12 một cây siêu bông mình lợi này em xin giao lưu là 900.000 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ mã số tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cây siêu bông mình lợi của chú chị. Ghép 3 bo thôi cô chú. 1, 2, 3 bo. Dạ hoành chú gì tí này là 27. Dạ. Chiều ra 58. Tán ngang 58 luôn. Dạ rồi mã số 13 này em xin giao lưu là 1,4 triệu em bao ship tặng chậu luôn. Dạ rồi 1,4 triệu thôi cô chú chị.
Em mã số tiếp theo, mã số 14. Bạch mai tăng tăng quá nha. Dạ bạch mai tăng tăng. Dạ hoành là 24. Chiều cao 42. Tán ngang 53. Dạ rồi mã số 14. Một cây bạch mai tăng tăng này em xin cho đô là 1 triệu 8 em bảo ship tặng cậu luôn. Cái này có gọn xe rất là duyên đó cô chú chị, lão đế luôn ha. Lúc đầu còn chút xíu cô chú chị. 1 triệu 8 em bao ship tặng cậu luôn. Cái này mình rất tuyệt, 6 bo mà toàn ấm toàn nha cô chú chị. Dạ mã số tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cây siêu bông mùa lợi luôn cô chú chị. Dạ cây này dáng cực lắm cô chú chị ha. Đế điệu luôn à. Dạ hoành là 21. Chiều cao là 62. Trái ngang là 55. Khi ship em sẽ vô về chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. Dạ rồi mã số 15. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu 3 em bao ship tặng cậu luôn. Dạ. Mã số 16. Dạ mã số tiếp theo mã số 16. Một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Chi cành đóng đèn tím gì luôn nha cô chú. Cây này bao đấy đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này lùng lực luôn. Dạ hoành là 27. Chi cành quá đẹp cô chú anh chị. Chiều cao là 58. Tán ngang là 60. Dạ rồi mã số 16. Một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 2 triệu rưỡi em bao ship tặng cậu luôn. Dạ 2 triệu. Dạ. Số 17. Dạ mã số thêm mã số 17. Cây này phơm lùng liền nha cô chú anh chị, tàn ấm tàn luôn nha. Cây này cũng nở củ nở đế lên nha cô chú anh chị. Lúc này hoàn toàn lông mai mới của chú anh chị. Dạ hoành là 30. Dạ. Chiều cao là 55. Tán ngang là 50. Dạ rồi mã số 17. Một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho luôn là 2 triệu rưỡi luôn của chú anh chị. Em bao ship tặng cậu luôn. Dạ 2 triệu rưỡi. 18. Một cây siêu bông Sài Gòn luôn của chú anh chị. Dạ hoành chú gì tí này là 23. Chiều cao là 58. Tán ngang 58 luôn. Dạ rồi mã số 18. Một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1 triệu 6 em bao ship. Tàn ấm tàn hết trơn rồi hả cô chú anh chị. 1 triệu 600 ngàn em bao ship tặng cậu luôn. Dạ dạ. Mã số 19. Dạ mã số tiếp theo mã số 19. Cây này phơm cao hơn nhau một xíu nha cô chú anh chị. 19 là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Dạ hoành là 26. Nở củ nở đế. Đế đều gan cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 75. Tán ngang là 68. Dạ rồi mã số 19 một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 2 triệu rưỡi bao ship tặng chậu luôn. Đế đều gan cô chú anh chị ơi. Số 20. Dạ mã số tiếp theo mã số 20. Một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Dáng trực nha cô chú anh chị ha. Cốt cành đều. Dạ hoành là 25. Dạ đế đều luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 78. Tán ngang là 57. Dạ rồi mã số 20, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 1 triệu 7 em bao ship. Tặng cậu luôn chú anh chị. Mã số 21. Dạ mã số tiếp theo mã số 21. Một cây siêu bông mình lợi luôn chú anh chị. Dạ hoành chú tí này là 25. Dạ. Cây ship em xíu gì chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Chiều cao 55. Tán ngang 55 luôn. Dạ rồi mã số 21. Một cây siêu bông mình lợi này em xin cho luôn là 900 ngàn em bao ship. Em sẽ không ship chậu rồi cô chú anh chị. Thả bo dài thuộc luộc luôn cô chú anh chị. Bo ghép bự nữa nha cô chú à. Mấy cái này già màu em đôn lại.
Có bay. Mã số 22. Dạ, mã số tiếp theo mã số 22. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú chị. Dạ, hoành là 23. Chiều cao là 45. 8045 luôn. Dạ, và mã số 22 một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 700.000 bao ship, em sẽ không ship chậu. Giúp ba ba cô chú anh chị. Cái bo này nó dài thôi cực luôn á cô chú. 700, mã số 22 em không ship chậu. Dạ rồi. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 23. Cái này ghép 2 bo cô chú anh chị. Ba ghép thì còn 23 là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú chị. Mấy hàng này là bao chuyển giống hết cô chú chị. Dạ, hoành là 23. Chiều cao 53, 8053 luôn. Giờ mã số 23 một cây siêu bông bình lợi này em xin luôn là 500.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ 500.000 cho chị. Còn có mấy cây em bán mềm cô chú chị. Mã số 24. Giờ mã số tiếp theo là mã số 24. Đây là ghép 4, 5 bò hay cô chú chị. Khó siêu bông bình lợi bao chuyển giống của chính chị. Dạ, hoành chú di tí này là 24. Chiều cao là 50. 8050 luôn. Cây này lấy cỡ 30 bo của chính chị. Cây này già mùa. Dạ rồi, mã số 24 một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 700 em bao ship. Ừ. Em sẽ không ship chậu. Mã số 25. Dạ, mã số thứ mã số 25. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Mấy hàng này em bao chuẩn giống cô chú anh chị. Dạ, hoành là 22. Dạ, đế này nó hơi lâm nơm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 64. 8 ngang là 60. Dạ, mình thấy từng mặt bông luôn quý cô. Mấy hàng này nói chung em bao chuẩn giống cô chú anh chị. Dạ. Dạ, rồi mã số 25. Một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 900.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ rồi, mã số 25 cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.